Có thể các bạn sẽ nghĩ con quạ này đang bị đàn kiến tấn công phải không? Tuy nhiên không phải như vậy sự thật thì ngược lại. Con quạ cố tình lao vào đàn kiến đây được gọi là tắm kiến. Vì trong quá trình săn mồi bộ lông của quạ thường sinh ra những loại nấm và nhiều côn trùng. Vì thế quạ thường lao vào bầy kiến vì khi kiến cắn chúng, kiến sẽ tiết ra những chất axit nó giúp tiêu diệt côn trùng trên người những con quạ. Hơn nữa hành động tắm kiến này cũng góp phần làm cho da của quạ bất ngứa sau khi quá trình thay lông của quạ một hành động thông minh của quạ phải không các bạn các bạn thấy sao về hành động này